Nguyễn Hiếu và anh Thơ rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp cho quý vị bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Bệnh sốt xuất huyết tại Bình Dương gia tăng, ghi nhận 8 ca tử vong. Quá tải trẻ bệnh hô hấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Cháy lớn tại công ty sợi trong khu công nghiệp ở Tiền Giang. Không dừng đường, tài xế xe tải còn dọa chém lái xe cấp cứu. Tạm giam đối tượng lập công ty ma để buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã. Hà Nội chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ, tính đến 16 giờ hôm qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới trong nước tại 43 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước, đó là Phú Thọ giảm 40 ca, Lào Cai giảm 16 ca, Quảng Ngãi giảm 12 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước, đó là Hải Phòng tăng 86 ca, Đà Nẵng tăng 46 ca, Bạc Liêu tăng 16 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.657 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 cho đến 17 giờ 30 phút hôm qua, không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tiếp tục với thông tin đáng chú ý về sức khỏe, theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Tại tỉnh thì đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong do bệnh này. Từ thống kê cho thấy số ca sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo người dân không chủ quan, tránh nhầm lẫn với bệnh khác khi có biểu hiện tương tự. Sở Y tế tỉnh Bình Dương tính từ đầu năm đến nay thì toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021 và đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong. Trên toàn tỉnh Bình Dương phát hiện 920 ổ bệnh sốt xuất huyết, các địa phương đã xử lý 914 ổ bệnh, đạt 99%. Trong đó có 578 ổ bệnh được diệt lăng quăng, 336 ổ bệnh kết hợp diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi. Thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục duy trì chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường tại các địa phương, tăng cường giám sát ca bệnh tại tất cả các cơ sở điều trị, đặc biệt là hệ thống y tế tư nhân. Phát hiện sớm các ổ bệnh, xử lý triệt để bằng cách diệt lăng quăng và phun hóa chất, tập trung ở những nơi có số ca mắc cao như là Thuận An, Dĩ An, Tân Nguyên, Bến Cát. Đồng thời tăng cường công tác điều trị tại tất cả các tuyến, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dịch truyền cao phân tử, đẩy mạnh truyền thông vận động người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường phòng dịch. Cùng với sốt xuất huyết thì các bệnh về hô hấp cũng đang diễn biến phức tạp. Ghi nhận tại Bệnh viện Di động 1 Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, trẻ nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp đang quá tải. Theo dự báo của các bác sĩ điều trị, các bệnh này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, rất đông trẻ nhỏ mắc các bệnh lý về hô hấp đang nằm điều trị. Bên trong phòng hành chính và khu vực khám nhận bệnh nhi nhập viện, các y bác sĩ làm việc liên tục. Các giường bệnh tại phòng bệnh điều trị trẻ mắc bệnh mức độ trung bình đã chật kín bệnh nhi và phụ huynh. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, thông thường đỉnh điểm của bệnh hô hấp là từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên do mùa mưa năm nay đến sớm nên bệnh cũng xuất hiện sớm hơn. Từ đầu tháng 5 đến nay, mỗi ngày có khoảng 200 bệnh nhi nằm điều trị tại khoa, có thời điểm tăng hơn 300 trẻ. Số lượng này tăng gấp đôi so với cơ số giường hiện tại của khoa, dù đã kê thêm giường bệnh dọc lối đi. Hiện bệnh nhi nhập viện tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 phần lớn dưới 12 tháng tuổi. Trong số này, có nhiều bệnh nhi phải thở máy, điều trị tích cực trong thời gian dài. Chuyển sang ghi nhận về thời tiết, cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua có mưa lớn trên diện rộng khiến cho nhiều khu vực bị ngập nặng, lưu thông trên nhiều tuyến đường bị ùn tắc do nước ngập kéo dài đến giờ tan tầm. Mưa dông xuất hiện từ khoảng 15 giờ chiều qua tại các quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cơn mưa nặng hạt này, nhiều tuyến đường và các khu vực trũng thấp đã bị ngập nước. Trong đó ngập nặng nhất là tại quận Bình Thạnh và khu vực xa lộ Hà Nội Thảo Điền, Tôn Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng ở thành phố Thủ Đức. Theo số liệu đo được của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa ở các địa bàn trong chiều qua dao động từ 30 đến 50 mm.
Lượng mưa lớn nhất là tại trạm Thủ Đức với 65mm. Tuy lượng mưa không quá lớn nhưng mưa to cục bộ trong khoảng thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Mưa giảm cường độ sau khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn kéo dài. Mưa và nước ngập đến tận 18 giờ chiều cùng ngày khiến nhiều tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa được dự báo dao động từ 70,7 đến 80,8 mm, có khả năng tiếp tục gây ngập tại những khu vực trũng thấp của thành phố. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành Nam Bộ xuất hiện mưa thì nắng nóng diễn ra ngày càng nhiều, đang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 36 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, tức là cấp nguy hiểm. Trong đó, huyện Sơn Dương có 8 xã, Hàm Yên và Chiêm Quá mỗi huyện có 6 xã, Yên Sơn và Na Hang mỗi huyện có 5 xã, huyện Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang mỗi đơn vị có 3 xã. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trên tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng chống cháy rừng, xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật lực ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý không để cháy rừng lan rộng, tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm được nhiều người lựa chọn để tham quan vào những ngày cuối tuần hay là các dịp lễ Tết. Không ít phụ huynh đưa con đến đây để cho các em khám phá, biết thêm về các loài động vật. Tuy nhiên, việc một số khách tham quan ném đồ ăn, rác vào các chuồng thú đang gây tác động tới những loài động vật tại đây. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Ném thức ăn chai lọ qua sông sắt cao 4-5 mét. Phía bên trong chuồng thú ngổn ngang rác nhựa, vỏ bánh. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại khu vực chuồng Hắc Tinh Tinh và Giả Nhân tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Cảnh đó là chuồng của con đười ươi vừa gây xôn xao mạng xã hội với hình ảnh hút thuốc. Mặc dù có biển cấm cho động vật ăn, chọc ghẹo động vật ngay ở tầm mắt, nhưng một số bộ phận khách tham quan đã phớt lờ. Thực trạng trên đã xảy ra lâu nay dù số lượng biển thông báo ngày càng dày đặc trước mỗi chuồng thú. Là nhân viên của Thảo Cầm Viên thì hầu như ai cũng bức xúc với cái tình trạng là du khách ném những cái đồ vật không mong muốn, kể cả thức ăn vào trong cái chuồng thú. Thì thật sự thì Thảo Cầm Viên không có cái biện pháp để chế tài. Còn với cái hình thức mà nhắc nhở thì mình đứng đó mình nhắc thì có thể là họ dừng cái hành động đó. Nhưng khi họ đi đến những cái khu vực khác thì cái chuyện nó lại tiếp tục xảy ra. Và thậm chí là có thể là cái bảng cấm ngay trước mặt ấy, bản cảnh báo ngay trước mặt, nhưng người ta vẫn thản nhiên, người ta hành động. Chỉ trong ít phút vào quanh Thảo Cầm Viên, không khó để ghi lại được hình ảnh du khách vô tư ném chai lọ thức ăn cho thú. Đây là hành vi vi phạm các quy định bảo vệ và chăm sóc thú tại Thảo Cầm Viên, không chỉ làm ảnh hưởng đến tâm lý của đàn thú được nuôi nhốt mà còn khiến chuồng trại nhiều rác. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Cháy lớn tại công ty sợi trong khu công nghiệp ở Tiền Giang. Không dừng đường, tài xế xe tải còn dọa chém lái xe cấp cứu. Tạm giam đối tượng lập công ty ma để buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã. Hà Nội chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Ghi nhận về quả quạn, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Long Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút hôm qua, ngọn lửa bùng phát tại một nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Sợi Mê Công trong khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 7 xe chữa cháy, máy bơm cùng với khoảng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hệ thống xe chữa cháy của công ty cũng được tăng cường đến hỗ trợ việc chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực cháy có chứa than đá dùng để đốt lò nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Tại hiện trường, diện tích bị cháy khoảng 500m2 ở thuộc khu vực nhà kho chứa than đá. Hiện các ngành chức năng đang thống kê thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy. Còn về giao thông trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy, làm cho một người tử vong, hai người bị thương. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, sáng qua, xe khách mang biển kiểm soát 72B-02404 do tài xế Cao Quốc Phát, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến km 38+200 thuộc khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Lê Thị Hạnh, sinh năm 1985 điều khiển, chở theo chị Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 2005, và chị Nguyễn Thị Chuột, sinh năm 1988. Dù va chạm khiến chị Chuột tử vong tại chỗ, còn chị Hạnh và chị Mai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng phần đầu, xe máy bị hư hỏng nặng. Liên quan đến vụ tai nạn này, một xe máy khác cũng xảy ra va chạm nhưng không bị ảnh hưởng nhiều, sau đó đã rời khỏi hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, làn dừng khẩn cấp trên cao tốc là làn đường để cho các xe khi gặp sự cố thì có thể tấp vào và dừng lại mà không làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Ngoài ra, thì những phương tiện ưu tiên như là xe cứu hỏa, xe cấp cứu hay xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng có thể di chuyển trên làn đường này trong trường hợp khẩn cấp. Và bên cạnh những thông tin mà chị Em Thơ vừa chia sẻ, thì tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp mỗi khi tắt đường đã trở thành chuyện thường thấy ở nhiều tuyến cao tốc. Và càng bức xúc hơn khi mà xe cấp cứu hú còi trong vô vọng trên làn dừng khẩn cấp, còn xe ô tô chen vào làn đường này lại không chịu nhường đường, như là vụ việc vừa được ghi nhận trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mới đây. Theo đoạn clip do anh NV, tài xế xe cấp cứu ở tỉnh Tiền Giang cung cấp, thì khoảng 11 giờ 30 phút hôm qua, xe cấp cứu của anh đang chuyển bệnh nhân từ bệnh viện Đa khoa Trung Mương Tâm tỉnh Tiền Giang đến bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Lúc xe lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có công trình thi công thảm nhựa làn 1. Giao thông bị ùn ứ, xe cấp cứu của anh cùng một xe cấp cứu khác di chuyển vào làn khẩn cấp để thoát khỏi đoạn đường đang bị ùn ứ. Tuy nhiên lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 62C-04175 cũng đang lưu thông trên làn khẩn cấp và không nhường đường cho hai xe cấp cứu. Mặc cho hai xe hú còi ưu tiên để xin đường, nhưng mà xe tải này vẫn bật đèn xin ưu tiên và lưu thông trên làn khẩn cấp. Quá bức xúc nên khi vừa đi hết đoạn đường đang thi công thì anh V dừng xe phía trước để nhắc nhở tài xế xe tải. Tuy nhiên tài xế xe tải lại lấy dao dọa chém anh V. Đến khi nhìn thấy bệnh nhi đang được mẹ bế trên xe cấp cứu thì tài xế xe tải mới bỏ đi. Người nhà của bệnh nhi cũng bày tỏ bức xúc và mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi của tài xế xe tải trên. Chuyển sang thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tài, 33 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, tạm trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết từ đầu năm 2021 đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng giấy chứng minh nhân dân của nhiều người để lập nhiều công ty ma. Các công ty này đều đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, lấy trụ sở ảo, không biển hiệu, không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng lại nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với hải quan, các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 52 khúc sừng tê giác với trọng lượng hơn 138 kg, 93 thùng xương sư tử, trọng lượng hơn 3 tấn nhập khẩu từ Nam Phi, giấu trong container dán gỗ sàn. Đơn vị nhận hàng là một doanh nghiệp ma đăng ký địa chỉ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Đầu năm nay, công an tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra một container khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập từ Nigeria và cũng phát hiện bên trong có trên 456 kg ngà voi, hơn 6 tấn dãy TT. Quá trình điều tra, công an Đà Nẵng xác định người tổ chức nhập khẩu trái phép số lượng lớn sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm trên chính là Nguyễn Đức Tài nên đã tiến hành bắt giữ. Liên quan đến các công trình xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chốt thiết kế cầu Trần Hưng Đạo. Vậy thì phương án kiến trúc này có gì đặc biệt? Sau đây là ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Theo đó, phương án được chốt theo ý tưởng từng đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo do chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2021. Phương án này lấy ý tưởng thiết kế cầu chính dạng dòm thép, hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp, tạo biểu tượng về không gian và thời gian.
ở vị trí trụ cầu, bố trí các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Cầu chính dài 900 m gồm 6 nhịp, tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu khoảng 5,5 km qua các quận Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên. Dự kiến công trình được thực hiện trong hơn 3 năm, hoàn thành vào quý 2 năm 2025. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, mùa hè đúng nghĩa với hoạt động ngoài trời đang chờ đón các em nhỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, để các em nhỏ có sân chơi giải trí lành mạnh sau một năm học, cũng như tạo cơ hội để các em phát triển sở trường của bản thân, rèn luyện sức khỏe, nhiều phụ huynh đã đăng ký lớp bóng đá nhí cho con em của mình. Ghi nhận những ngày đầu hè, các sân bóng dành cho cầu thủ nhí đã rất nhộn nhịp, số lượng học viên tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Ghi nhận tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm em nhỏ đã được phụ huynh đưa đến lớp bóng đá phong trào và năng khiếu để tập luyện. Hè này, câu lạc bộ bóng đá Phú Nhuận đã mở thêm lớp bóng đá phong trào và năng khiếu dành cho học viên từ U6 đến U17. Trong đó, số lượng học viên U6 đến U11 tăng gấp 3 lần ngày thường. Sân bóng phải mở thêm 3 lớp để đáp ứng nhu cầu của học viên. Hiện tại bây giờ số lượng của học viên của bóng đá Phú Nhuận là hiện tại đang cũng khá là đông, với 3 cái sân mini của trung tâm Phú Nhuận là đông kín. Nếu mà chắc thời gian tới nữa thì số lượng của học viên của mình chắc sẽ đông ngày đông đông hơn nữa. Năm nay thì cái là dịch đã qua đi rồi thì phụ huynh cũng như các cháu là cũng muốn hoạt động thể thao này cũng khá là đông lại. Mùa hè năm nay, Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận đón nhận hơn 500 học viên tham gia các lớp bóng đá. Đặc biệt, lớp bóng đá phong trào chiếm đa số học viên tại trung tâm. Theo trung tâm, lớp phong trào dành cho các bạn nhỏ 6 đến 11 tuổi, chủ yếu để rèn luyện sức khỏe, tham gia vui chơi giải trí lành mạnh trong thời gian nghỉ hè. Nhất là cái lúc mà mùa dịch đó, thì các bé hay thường là chơi game, tức là nó chơi game online rất là nhiều. Mà sau mà mặt khác nữa là sau cái dịch rồi các bé học rất là cực, nói chung là chạy theo chương trình thì thành thử ra là mình muốn các bé vận động là chính, mình muốn là con mình cái thế hệ sau này mình vừa khỏe về thể chất mà vừa khỏe về tinh thần nữa. Môi trường vui chơi sinh hoạt trong các khóa trải nghiệm hè sẽ giúp các em nhỏ được thư giãn sau thời gian học tập áp lực. Ngoài ra, tận dụng thời gian hè, các hoạt động ngoài trời như đá bóng cũng giúp các em cải thiện kỹ năng và rèn luyện sức khỏe. Giờ dù là hoạt động nào, thì cha mẹ cũng cần dành thời gian hè để ở bên con trẻ nhiều hơn, tạo thêm sự gắn kết. Tiếp theo là một số thông tin có trong một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, sự việc cô gái 16 tuổi quê Phú Yên vừa trở về nhà sau khi bị lừa sang Campuchia lao động hiện đang là chủ đề mang tính thời sự, khi mà những người dễ tin vào câu chuyện việc nhẹ lương cao sẽ dễ mắc bẫy của kẻ xấu. Và đây cũng không phải là trường hợp cá biệt, bởi vẫn còn nhiều người đang kêu cứu sau khi bị lừa sang Campuchia. Và vấn đề này sẽ được biên tập viên Thành Đô thông tin cụ thể hơn. Xin được mời Thành Đô. Dân xin được cảm ơn chị Anh Thơ và Nguyễn Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, đường dây nóng của tờ Tuổi Trẻ cho biết là họ liên tục nhận được những lời cầu cứu từ gia đình và một số người Việt đang ở Campuchia. Và lời khuyên dành cho những ai chưa mắc bẫy chiêu trò lừa gạt này, đó là đừng bao giờ tin vào câu chuyện việc nhẹ lương cao. Theo tờ Tuổi Trẻ, những người bị gạt đa phần đều tin lời một số người môi giới qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, nhưng mà thực chất là lừa đảo. Không có chuyện việc nhẹ lương cao, nếu ai làm không được sẽ bị bán qua công ty khác, còn muốn quay về Việt Nam thì gia đình phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để chuộc. Chi phí tăng, sản xuất gặp khó. Đây là tựa đề bài viết được tờ Tuổi Trẻ đăng tải ở Mục Kinh tế. Bình luận từ bài báo cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất đang đối diện với hàng loạt khó khăn khi mà chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh, giá đầu vào bị đội lên rất cao, trong khi giá đầu ra thì vẫn chưa khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, đối với trẻ em thì mùa hè sẽ là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Song vẫn còn những hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, thì mùa hè của các em có lẽ sẽ không còn được háo hức như các bạn cùng trang lứa nữa. Bài viết những mùa hè không tiếng ve. Xin lỗi quý vị. Bài viết những mùa hè không tiếng ve mà tờ Tuổi Trẻ sáng nay giới thiệu đến bạn đọc kể về câu chuyện cảm động của cậu bé Trí Nguyễn sinh năm 2006. Hai mùa hè đã qua, em không còn đợi được nghỉ hè nữa. Áo học trò đã được thay bằng áo bệnh nhi để em được các bác sĩ tập trung vào phác đồ điều trị căn bệnh ung thư quái ác. Còn trên tờ Thanh Niên sáng nay, ở phần tiêu điểm thời sự là bài viết đặt ra vấn đề về nguy cơ bùng nổ quy hoạch cảng biển. Khi mới đây, một doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đề xuất bổ sung xây dựng cảng biển tới 35.000 tỷ đồng tại Nam Định.
Các chuyên gia cho rằng, đề xuất bổ sung quy hoạch cảng biển này tương tự cuộc đua đề xuất xây dựng nâng cấp cảng nước sâu của nhiều tỉnh từng diễn ra 1-2 năm trước đây. Tuy nhiên, bức tranh chung về cảng biển trong nước hiện nay là vẫn còn khá manh mún và thiếu hiệu quả. Song, sự giăng bóng của các tập đoàn lớn tại nhiều cảng biển địa phương đã nói lên điều này. Do vậy, phải nhìn từ thực tế để tránh lãng phí. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.